nghe rõ ý trời. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 tháng 4 âm lịch đón lộc giàu sang, bất ngờ đổi vận cực giàu. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại chương trình KB Tử Vi. Chúc quý vị ngày mới nhiều sức khỏe và tài lộc. Quý vị anh chị và các bạn thân mến, thế giới của chúng ta những năm gần đây phải trải qua rất nhiều biến cố lớn, từ đại dịch Covid-19 đến thảm họa thiên nhiên, chiến tranh giữa các nước lớn, dường như tất cả đã đều được sắp đặt từ trước. Sau dịch là một nền kinh tế lao đao, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát tăng cao chưa từng có. Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi những sự việc không hay dồn dập xảy ra. Nhưng với những người thường xuyên theo dõi các thông tin về dự đoán tương lai thế giới hẳn rằng không bất ngờ lắm, bởi tất cả những sự kiện đó đều đã được thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo từ trước. Thần đồng tiên tri Ấn Độ trong vài năm gần đây được giới truyền thông săn đón bởi những dự báo khá chính xác của cậu về đại dịch Covid-19 cũng như những biến động lớn trên thế giới. Mới đây nhất, Abhigyan Anand đã đưa ra lời dự đoán về tình hình thế giới năm 2024, trong đó có phần luận giải vận trình của các con giáp năm Giáp Thìn 2024. Đặc biệt khi luận giải tới tuổi Tân Sửu, nhà tiên tri khẳng định, người tuổi này khi bước sang năm 2024, chịu ảnh hưởng từ cục diện tương phá thái tuế, phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp của Tân Sửu sinh năm 1961 gặp phải nhiều cản trở, có kẻ ngấm ngầm hãm hại, gây tổn hại đến danh tiếng và tiền bạc, gia đạo thì lục đục. Thái tuế khiến sức khỏe của cô bác Tân Sửu trong tháng 4 âm lịch gặp rất nhiều hiểm nguy. Vậy cô bác Tân Sửu trong tháng 4 âm lịch cần phải làm gì để có thể giảm bớt vận đen, tránh giữ đón lành? Tất cả sẽ được KB Tử Vi chia sẻ ngay trong phần luận giải lá số tử vi sau đây. Xin mời quý cô bác Tân Sửu theo dõi chương trình. 1. Tổng quan cuộc đời và vận trình người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong năm 2024. Tân Sửu có nhiều thổ tính trong tuổi, là mẫu người trung hậu, thủ tín, cẩn thận trước mọi vấn đề, nên hành động đôi khi chậm chạp, có tính bảo thủ và giản dị. Sinh vào mùa hạ, thu hay ở tuần cuối các mùa thì thuận mùa sinh. Nếu mệnh thân đóng tại tam hợp, tị dậu sửu và cục kim được nhiều chính tinh và trung tinh đắc cách hợp mệnh, xa lánh hung sát tinh, hình tướng có tam đình cân xứng, ngũ quan đầy đặn không khuyết hãm, da rẻ tươi nhuận, bàn tay có ba chỉ sinh đạo, trí đạo, tâm đạo tạo thành chữ M ngay ngắn không đứt quãng, lại có thêm hai chỉ may mắn và danh vọng thì cũng là mẫu người thành công có danh vọng và địa vị trong xã hội ở mọi ngành nghề. Mệnh thân đóng tại thìn, tị tùy thủa thiếu thời vất vả nhưng trung vận phát phú. Trời cho Tân Sửu sinh năm 1961 là người siêng năng, trung thực, hiền lành và thẳng thắn. Tân Sửu rất năng động, vì vậy họ tận hưởng một cuộc sống bận rộn. Họ quan hệ tốt với bạn bè và luôn tin rằng bạn bè quan trọng hơn tiền bạc. Họ có một ý chí mạnh mẽ và có thể chịu đựng công việc khó khăn. Trong cuộc sống hay trong công việc, những người tuổi Tân Sửu thường là những nhà lãnh đạo rất tận tâm. Họ luôn có sự chuẩn bị chu đáo cho mọi việc. Những người tuổi Châu họ luôn chuẩn bị với một tâm lý vững vàng, rất ít bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Có thể nói điểm mạnh của những người tuổi Châu đó là họ rất lương thiện, siêng năng, chịu khó, cần cù, bền bỉ và thận trọng trong mọi việc. Tuy nhiên, những người tuổi Châu đôi khi rất bướng bỉnh, khó gần và không có khả năng biểu hiện cảm xúc của mình. Tuổi Tân Sửu đa phần cuộc đời của họ sẽ gặp được nhiều may mắn, đường công danh khá thuận lợi, có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ. Nhất là vào thời kỳ trung vận, sự nghiệp của họ sẽ có những dấu ấn rõ nét. Sinh vào năm Tân Sửu, những quý cô thuộc tuổi này cuộc đời sẽ có rất nhiều tốt đẹp về tình cảm. Thở nhỏ cuộc sống gặp phải nhiều vấn đề lao đao, chỉ đến trung vận mới được vững chắc. Còn về các vấn đề khác như gia đình và sự nghiệp thì chỉ khi gặp phải thất bại họ mới tìm đến được thành công được, về hậu vận mới được an nhàn. Cuộc đời của cô bác Tân Sửu được thể hiện rất rõ trong bài thơ sau. Tân Sửu mạng thổ tuổi này, số cùng với mạng lắm lần khắc khe. Vận thời đời đổi ngửa nghiêng, nhiều phen lận đận lắm lần gian nan. Nếu sinh mùa hạ thời may, thanh nhàn thông thả ít ai dám bì. Số này chết hụt nhiều khi, nhờ ơn trời, Phật không thì mạng vong. Anh em cha mẹ hai dòng, nếu không chồng vợ lòng dòng đôi ba. Nếu không thay vợ đổi nhà, cuộc đời luống chịu vui chiều buồn mai. Cho hay số phận thiên tài, tu nhân tích đức phước nhờ mai sau. Cô bác Tân Sửu, cuộc đời nhiều may mắn, đường công danh phát triển mạnh mẽ, có thể vào trung vận có nhiều kết quả về danh phận. Đời sống có thể lên đến tuyệt đỉnh của cuộc đời. Tóm lại, tuổi Tân Sửu có nhiều hay đẹp về cuộc sống cũng như về danh vọng và sự nghiệp. Tuổi Tân Sửu phát triển mạnh về công danh, trung vận và hậu vận nhiều sung sướng. Quý cô bác tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 giờ đã chạm tuổi 64. Ở độ tuổi này, sau bao lần kinh qua những trải nghiệm, nếm đủ những dư vị của cuộc đời,
người ta đã có thể thấu hiểu được nhân tình thế thái hay sự nóng lạnh tình người, thế gian. Đã ở độ tuổi lưng trường đời này, sau khi trải qua một chặng đường không quá dài mà cũng chẳng phải ngắn, hẳn rằng các cô bác Tân Sửu đã nhận ra được những điều thức tỉnh và thấm thía trong kiếp nhân sinh. Nhân sinh dám làm, kết thúc viên mãn, đây gần như là mong muốn của tất cả mọi người, trong đó có tuổi Tân Sửu phải không cô bác? Nếu có thể, ai mà không muốn làm ra thành tựu, không để lại bất cứ luyến tiếc gì trong thời gian ngắn ngủi mấy chục năm cuộc đời. Thế nhưng, sau 64 tuổi, thất bại đáng sợ nhất chính là trong quá trình theo đuổi ước mơ. Quý cô bác Tân Sửu đã miệt mài quá sức, tự mình chuốc khổ vào thân mà sinh bệnh, sinh tật. Cuối cùng nhận lại kết quả như dã tràng xe cát biển đông. Có người cho rằng, do túng thiếu về mặt kinh tế, không làm không được. Nếu vậy hãy chọn việc vừa sức, đúng giờ, đúng giấc. Đến độ tuổi này rồi, cô bác nên sống đơn giản, điềm tĩnh, không sa đà vào những thứ phù phiếm, hư vinh, để cho tâm hồn thanh thản, an nhiên tự tại. Đời người như là một con đường, với vô số ngã rẽ, nên ta luôn có những sự lựa chọn cho mình, để sau này đừng nói giá như và hối hận. Đời người, họa, phúc song hành, mọi sự lựa chọn đưa ra không có thực sự tốt hay thực sự xấu, xấu hay tốt đều do ta. Nửa đời còn lại, thân có thể già, nhưng tâm phải trẻ, như vậy cuộc sống mới có nhiều niềm vui. Ở độ tuổi này cô bác Tân Sửu cần quan tâm nhiều nhất vẫn là sức khỏe của mình. Làm nhiều cũng chẳng bù lại được nhưng lúc đau ốm bệnh tật đâu quý cô bác Tân Sửu nhé. Về tổng thể, năm 2024, bản mệnh được tận hưởng khoảng thời gian bình yên, ít biến động. Tân Sửu không cần phải lo lắng quá nhiều trong các phương diện cuộc sống. Bản mệnh thậm chí gặp may mắn trên con đường tài lộc. Tuy nhiên dù có dư giả cũng cần giữ chặt tiền trong tay, hãy cẩn trọng trong các mối quan hệ. Nếu quá cả nể hoặc cả tin, cô bác có thể bị kẻ xấu lừa đảo gây tiền mất tật mang. Hãy nhắc nhở bản thân suy nghĩ lạc quan, chớ lo lắng những điều vần vơ kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Vì đã lớn tuổi nên bản mệnh hạn chế đi xa, làm việc gì cũng nên lựa sức của mình. 2. Tổng quan tử vi tuổi Tân Sửu 1961 tháng 4 năm 2024, tháng Kỷ Tỵ. Xét về địa chi, Sửu gặp Tỵ Lâm cục diện tam hợp, vận quý nhân vượng, mưu sự lớn nhỏ đều có người giúp sức nên dễ thành công như mong đợi. Cuộc sống gặp nhiều may mắn, tiền bạc dư dôi, có của ăn của để. Xét về thiên can, Tân Mờ Kim gặp Kỷ Mờ Thổ là thiên ấn, là cái sinh phù tôi, đại diện cho quyền uy trong nghề nghiệp như nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, nghề tự do, những thành tích trong dịch vụ. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Sửu 1961 nếu có cơ hội trong các lĩnh vực trên thì nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Tháng 4 năm 2024 âm lịch là thời điểm mà con giáp này sẽ đón chào khá nhiều cơ hội để tự thể hiện mình. Bản mệnh cần phải cố gắng để nắm bắt cơ hội thật nhanh thật chắc, có thế mới có không gian để phát huy mọi năng lực của mình, tăng khả năng được cấp trên chú ý và công nhận. Tân Sửu trong tháng này, nếu muốn khởi nghiệp hay kinh doanh thì cần phải cẩn trọng khi lựa chọn đối tác hợp tác làm ăn. Hãy học cách phân tích con người từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ đó đưa ra những phán đoán chính xác về nhân phẩm của đối phương, tránh việc lơ là mà để bản thân lọt vào tình huống nguy hiểm. Xem tử vi tuổi Tân Sửu 1961 tháng 4 năm 2024 âm lịch, tam hợp thái tuế đem đến cho bản mệnh tháng mới nhiều hanh thông và thuận lợi. Tháng này dù bạn làm gì cũng gặt hái được những thành công nhất định. 3. Tử vi tuổi Tân Sửu 1961 tháng 4 năm 2024 âm lịch trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tuổi Tân Sửu 1961 tháng 4 năm 2024 âm lịch, sự nghiệp của bản mệnh tiến triển tương đối thuận lợi, đa số những kế hoạch bạn đặt ra đều đạt được những kết quả như ý muốn. Quý nhân xuất hiện cũng sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm ra hướng đi mới cho công việc, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tạm thời. Tuy nhiên, dù mọi việc tiến triển thuận lợi đến mấy, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo quá mức hoặc thờ ơ, lơ là. Kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và tìm cách để phá hủy công lao bạn gây dựng suốt bấy lâu nay. Vì vậy, hãy luôn nâng cao cảnh giác trong mọi việc, mọi lúc. Phương diện tài lộc. Xem tử vi tuổi Tân Sửu 1961 tháng 4 năm 2024 âm lịch, vận trình tài lộc của bản mệnh lúc này không có gì đáng lo khi mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát. Việc hợp tác làm ăn, đầu tư với những đối tác mới của bạn cần phải cẩn trọng. Với những lời giới thiệu hoặc cảm quan ban đầu không hề giống như bạn nghĩ đâu, do đó cần đánh giá cẩn thận hơn. Một số khoản vay có thể đòi lại dù bạn không hy vọng nhiều nhưng bên cạnh đó có những người chây ì, dù họ có tiền đi đây đó, mua sắm khá nhiều nhưng không muốn trả lại tiền cho bạn. Phương diện tình duyên. Xem tử vi tuổi Tân Sửu 1961 tháng 4 năm 2024 âm lịch,
chuyện tình cảm của bản mệnh nhìn chung là ổn định. Bạn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của nửa kia nên tinh thần khá nhẹ nhõm. Khi khó khăn xảy đến, bạn biết mình có chỗ dựa nên luôn vững vàng, bình tĩnh. Những người còn độc thân có thể mở rộng các mối quan hệ của mình, không nên có mặc cảm về tuổi tác. Chỉ cần cởi mở, bạn có thể tìm được đối tượng lý tưởng. Đôi bên có thể trở thành bạn bè, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Phương diện sức khỏe. Xem tử vi tuổi Tân Sửu 1961 tháng 4 năm 2024 âm lịch về phương diện sức khỏe. Tình trạng sức khỏe của bạn trong tháng này không được lý tưởng. Bản mệnh dễ đau ốm không khỏi, phải hao tốn tiền bạc để chữa trị. Tốt nhất, bạn nên học cách suy nghĩ lạc quan, chăm chỉ vận động sẽ mang lại những tác động tích cực hơn cho sức khỏe. Quý vị thân mến, trên đây là tổng quan về vận trình của cô bác Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 4 âm lịch. Quý vị có thể thấy lộ trình tháng 4 âm lịch của cô bác Tân Sửu gặp một số chuyện xui xẻo mà cô bác không mong muốn ảnh hưởng đến tinh thần và tâm trạng của mình. Người ta thường nói rằng những vấn đề không may mắn trong cuộc sống không ai là không gặp phải, nhưng cách để ta chuẩn bị và xử lý nó ra sao sẽ quyết định cuộc sống thành công hay thất bại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.